mình thì chạy nhiều lắm, lắm. Có nghĩa là dòng xe đầu kéo thì con nào mình chạy đến xe thùng này mình cũng chạy nhiều rồi. Bây giờ mà anh em dùng xe thùng 5 chân là dùng loại này rất tiện lợi luôn, khác biệt rất nhiều luôn so với những cái khác. Cảm ứng rất là đẹp và rộng rãi, cabin dài, điện, camera đầy đủ, chả thiếu cái gì, đẹp, rất đẹp. Mình tên là Nguyễn Văn Phương. Dạ. Rồi, mình đang ở Sơn Tây. Hiện tại là mình ở Sơn Tây đúng không? Rồi. Trước đây hiện tại thì đến bây giờ thì anh Phương đã đang vận hành cũng như đang sử dụng là dòng xe nào ạ? Mình thì chạy nhiều lắm, lắm. Có nghĩa là dòng xe đầu kéo thì con nào mình chạy đến xe thùng này mình cũng chạy nhiều rồi. Hiện nay thì bên em mới là có dòng xe là TH7 5 chân. Đây là một dòng xe tải thùng rất là mới của bên em mới nhập về. Rồi. Thì anh Phương có thể là có một vài đánh giá nhận xét nào của cái dòng xe mới của bên em được không ạ? Cái đối với cái hãng xe này thì mình nhìn thấy rất đẹp. Nhìn thấy rất đẹp. Nếu mà anh em đi xe đường dài con này thì là rất tiện lợi cho anh em. Tất cả nói chung là nội thất giường nằm đầy đủ hết, anh em có thể đủ thoải mái để mua con xe này rất đẹp. Đầu kéo thì trước đây tải thùng và đầu kéo thì anh Phương đã sở hữu cũng vận hành dòng nào anh nhỉ? Anh dùng A7, TH7 rồi đây 371 khổ vô, cái gì mình cũng chạy, nói chung là cái gì cũng có thôi. Vâng, chả thiếu lại gì cả. Roman đúng không ạ? Với cái ngoại quan của dòng TH7 này thì anh đánh giá thế nào về ngoại quan của chiếc tải thùng này ạ? Anh nhìn nó rất đẹp. Riêng cái dòng này vừa chạy vừa êm mà lại rất đẹp. Anh em nào mà dùng xe thùng thì nên mua cái loại này, rất đẹp. Đây là dòng 5 chân. Rất là đẹp luôn. Vâng. Đấy. Thùng của xe thì toàn bộ đều là bằng nhôm. Toàn bằng nhôm và inox rất đẹp, đúng rồi. Inox rất đẹp luôn. Đấy. Chung là dòng này là thông dụng. Bây giờ mà anh em dùng xe thùng 5 chân là dùng loại này rất tiện lợi luôn. Trước nay thì dòng đầu kéo của TH7 thì đã được coi là một dòng rất là nổi tiếng. Nổi tiếng rồi, đúng rồi. Vâng, về sự bền bỉ, về hiệu suất cũng như là năng sức mạnh của nó rồi. Nhưng bây giờ khi một dòng tải thùng mới, 5 chân thì nó vẫn sẽ giữ nguyên ở những yếu tố về động cơ, về khối bộ, từ cầu, về hộp số, về động cơ, về cabin. Đúng rồi, nó vẫn giống nhau cả thôi mà. Vẫn rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Vẫn mạnh mẽ và khỏe. Cũng như thế thôi, nhưng người ta chỉ mỗi là lên nâng cấp lên cái kiểu xe thùng thành 5 chân, kiểu A7, nhưng kiểu vẫn người ta cải tạo lên thêm cái giường nằm cho nó rộng thoải mái, anh em đi đường dài rất là thuận tiện. Đấy là ngoại quan rồi. Thì anh em mình cùng lên cabin để cùng xem cabin của chiếc tải thùng này có gì khác với lại chiếc đầu kéo TH7 không anh ạ? Em mình cùng lên đây nhá. Đó. Vâng, có thể nói là so với những chiếc tải thùng khác thì cabin của chiếc tải thùng TH7 5 chân này thì nó là sự khác biệt đúng không anh? Khác biệt rất nhiều luôn so với những cái khác. Cảm ứng rất là đẹp và rộng rãi, cabin dài, điện, camera đầy đủ, chả thiếu cái gì, đẹp, rất đẹp. Ngay trong quá trình mình vận hành đúng không ạ? Đúng rồi. Lái xe thì chiếc xe, những cái tính năng của chiếc xe đã hỗ trợ người lái rất là nhiều. Rất là nhiều, đủ các loại chức năng luôn. Đối với cái nội thất của con xe này là mình rất là phù hợp vì nó có giường nằm 2 người này. Thì tầng 1, tầng 2 đều có giường tất này, phụ thuộc cho khoảng 2 đến 3 người nằm vẫn thoải mái. Đấy, hộp đồ, cốp kiếc đầy đủ. Có cả kính thoáng gió ở trên nên đài điện không thiếu một cái gì, rất là đẹp, rất là phù hợp so với anh em lái xe đi đường dài. Đấy là mình rất thích ưu điểm của cái dòng xe này. Vâng, có thể nói là chiếc TH7 5 chân tải thùng này nó là sự, em thấy là nó sự kết hợp hài hòa giữa về thẩm mỹ ạ, về thẩm mỹ, về hiệu suất, về công năng sử dụng đều rất là hài hòa. Một vài cái mà điểm mà anh thích trên chiếc xe này so với những xe tải thùng khác thì mình có thể chia sẻ là gì không anh? Sau khi mình vừa trải nghiệm một vòng qua. Anh thích nó là nó vừa rộng rãi, nó đẹp. Thứ nhất là nó đầy đủ các loại chế độ phục vụ mình đi đường dài rất là an toàn vì có cả camera, hành trình của nó là cả 360, hai đằng trước và đằng sau có tất, và cái thùng của nó cũng rất là rộng rãi. Đấy, kể cả cái thùng ở trên mình rất thuận tiện cho anh em lấy hàng được rất là nhiều. Thùng là 9m7 và là rất rộng rãi và lại cao. Đấy, lại thùng dùng inox lại rất đẹp. Là có 6 cửa bừng mở. Mở hai bên. Một cửa sau đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta có thể lấy hàng rất là thuận tiện. Bên hãng Sinochak đã gia cố chiếc thùng chúng ta rất nhiều thanh bằng inox đúng không ạ? Đúng rồi. Dập sắt rất là nổi, rất cảm là thấy nổi, kiểu như là nó thùng rất là khỏe mạnh, rất là chắc chắn luôn và khỏe mạnh luôn, rất là đẹp. Vâng, có thể nói là TH7 5 chân nó giữ được mọi cái ưu điểm trên đầu kéo TH7 mà chúng ta đang có trước nay, và sự kết hợp của nó với một thân chassis để có thể chịu tải những chiếc thùng nhập khẩu rất đẹp và rất là chở được nhiều khối lượng luôn. Vâng, cầm một cái chia sẻ nhỏ, nếu mà mình có thể mà cái nhu cầu mình cần một chiếc tải thùng thì anh Phương cũng quyết định là mua chiếc xe này đúng không ạ? Có, nếu mà cần thì anh cũng sẽ mua một xe thùng như thế này luôn, rất là thuận tiện cho anh em đi giao hàng lấy hàng là rất là tiện lợi luôn. Vâng, cảm ơn anh Phương đã những chia sẻ và đánh giá của mình rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn.